xin kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho rất Thánh Đường bà Maria. Kính mừng Maria, đầy ơn phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Chúa quay ngồi thứ hai xuống thế làm người. Kính mừng Maria, đầy ơn phú Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cùng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cường sành Đức bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con mà cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Chúa, coi cầu nguyện canh riêng cho những người khuyên tần được xã hội quan tâm, và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ để họ hồi nhầm tinh cực vào đời sống xã hội. Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn mày các ân xá bởi những việc lành con làm trong ngày hôm nay, mà những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin Chúa cùng ban cho các linh hồn ấy. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thượng phạt vô cùng. Đức Chúa Trời có ba ngôi,
Bà ngồi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh nhân. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời chiêu nay. Mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con giống lòng chưa cái bao nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Ngày Chúa nhận hôm nay, chúng con họp nhau kinh lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khương ban những ơn cần kiếp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kiếp này, là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà người có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba ngôi cũng một tính một phép, cho nên ba ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin ngôi thứ hai ra đời làm người sinh bởi bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian 33 năm, chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Đến ngày thứ ba người sống lại, khỏi 40 ngày lên trời, đủ 10 ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên ca thánh tông đồ và hội thánh mới lầm. Ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn,
mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề trên đường. Và đến ngày thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét. Kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ xa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều hội thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhân là bảy mối tội đầu, mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép bi tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con đường nên thánh. Có bảy phép bi tinh mà thôi, song phép rửa tội, phép mình thánh Chúa cùng phép giải tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rồi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trong ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trướng này thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay trên cung thánh chúng ta thấy sự có mặt của cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng. Ngài sẽ giúp giáo xứ chúng ta tĩnh tâm trong 3 ngày kế tới, nghĩa là ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta chào đón Ngài một tràng pháo tay ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Con kính chào cha xứ, kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 4 mùa chay, có nghĩa là một nửa mùa chay đã trôi qua. Và lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở cặp mắt tâm hồn của chúng ta, rồi chúng ta nhìn thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, hiện diện nơi những người xung quanh của chúng ta. Và để có thể nhìn rõ thấy Chúa, chúng ta cần Chúa mở mắt chúng ta ra, tẩy rửa tâm hồn chúng ta.
Vậy chúng ta khiêm tốn xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giang trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đồng để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Thời đó Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-xê và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Ê-li-áp. Ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê: Các con ông có mặc đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang trăng chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê: Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc phun, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng, dầu và sức cho cậu. Ở giữa các anh của cậu, thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chúa là mục tư chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa là mục tư chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa là mục tư chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ, người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sung cho tôi. Dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u tôi sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Côn trùng ngài bảo vệ tôi vững dạ an tâm. Chúa là mục tư chẳng dẫn tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa dọn sáng cho tôi bữa tiệc ngay trước mặt quân thù, đâu tôi Chúa xứng đượm dầu thơm. Ly rượu tôi đầy tràn chan chưa. Nhân hậu và tình thương của Chúa ấm ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Chúa là bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng, vì những việc ấy chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra, mà bất cứ điều gì làm lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến ngài người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước đây thường thấy anh ta ăn xin mới nói: Hắn không phải là người ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: Chính hắn đó. Kẻ khác lại nói: Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: Chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh: Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? Anh ta trả lời: Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi bảo: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy. Họ lại hỏi anh: Ông thấy ông ấy ở đâu? Anh ta đáp: Tôi không biết. Họ dẫn kẻ người trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: Làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: Một người tội lỗi làm sao có thể làm được những điều dấu lạ ấy vậy? Vậy thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: Người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta. Họ hỏi: Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp: Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi nó mới sinh. Còn bây giờ làm sao thấy được, chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được.
Cha mẹ anh nói nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Vì họ sợ, vì họ nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Vì thế cha mẹ anh mới nói nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa, họ gọi người này trước đây bị mù đến và bảo: anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp: ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Chỉ biết có một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được. Họ mới nói với anh: ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt anh như thế nào? Anh trả lời: tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? Họ liền mắng nhiếc anh: có mày mới là môn đệ của ông ấy, còn chúng ta là môn đệ của Mô-xê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với Mô-xê, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Anh đáp: kẻ cũng lạ thật. Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa này chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông đã chẳng làm được gì như vậy. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa Ngài, đứng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời: anh đã thấy Người, chính Người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt Người. Đức Giê-xu nói: tôi đến thế gian này chính là để xét xử cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-si-ô đang ở đó với Đức Giê-xu nghe vậy liền lên tiếng: thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Đức Giê-xu bảo họ: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa công đoàn phục vụ, kết thúc đoạn thứ nhất trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã nói: thầy là ánh sáng thế gian. Thầy là ánh sáng thế gian. Cho nên khi anh mù gặp Chúa Giê-xu, anh đã được nhìn thấy, Chúa đã chữa lành cho anh. Và chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu chữa lành cho anh, thì anh càng ngày càng nhận rõ, càng nhìn rõ hơn con người của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, sau khi anh được sáng mắt rồi, thì những người hàng xóm của anh đến hỏi rằng: có phải anh là cái anh mù ngồi ăn xin ở vậy ngay bên cạnh đường không? Anh nói: ta chính tôi đây. Và hỏi: vậy ai chữa mắt cho anh? Thì anh đã nói rằng: có một ông tên là Giê-xu đã chữa mắt cho tôi. Thế lần đầu tiên anh ta chỉ nhìn thấy Chúa Giê-xu như là một con người tốt. Nhưng mà khi mà những người Pha-ri-si-ô đến hỏi anh, chất vấn anh, ai đã chữa mắt cho anh, vân vân, thì cuối cùng anh đã nói là gì? Ông Giê-xu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói: người là một vị ngôn sứ. Thế là anh lại nhìn thấy Chúa Giê-xu không chỉ thuần túy là một người tốt, mà bắt đầu anh nhìn thấy Chúa Giê-xu là một ngôn sứ, một tiên tri. Rồi khi lần thứ ba, khi Chúa Giê-xu gặp anh và hỏi anh, thì anh đã nói là: tôi tin. Và anh đã tin rằng Chúa Giê-xu không phải chỉ là một con người, không phải chỉ là một ngôn sứ, mà là Thiên Chúa. Và anh ta đã quỳ xuống để sụp lại Người.
Thế là mắt của anh càng ngày càng được sáng, không phải là cái cặp mắt thể lý không, mà cặp mắt tâm hồn của anh ta cũng được mở sáng dần ra, để rồi anh ta nhìn nhận được Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa. Và khi anh ta đã được nhìn thấy Chúa Giêsu như vậy, thì anh ta can đảm để làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy rằng thứ nhất là khi những cái người hàng xóm đó chất vấn anh ta, thì anh ta can đảm tuyên xưng tôi chính là cái người mù đó, không phải ai cả, và một ông Giêsu đã chữa lành cho tôi. Rồi khi bị gặp người Pharisêu chất vấn anh, học hạch hỏi anh và còn đe dọa trục xuất anh ra khỏi hội đường, nhưng mà anh vẫn kiên tâm nói rằng ông Giêsu đã chữa mắt cho tôi. Và thưa ông bà anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta nghe rằng anh bị trục xuất ra khỏi hội đường đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng chắc là vào nhà thờ rồi bị đuổi ra khỏi nhà thờ thôi. Không phải vậy. Đối với người Do Thái, cái hình phạt mà bị đuổi ra khỏi hội đường nó rất là nặng. Ví dụ một người Do Thái giáo phạm một cái loại luật nào đó không quá nặng thì họ bị cấm vào hội đường, họ không được vào những chỗ, ví dụ trong nhà thờ ngồi như thế này, mà có khi phải ngồi hành lang cho những người ngồi ngoài. Đó là những người gần như là theo Do Thái giáo là bị bị phạt đấy. Mà tôi không hiểu tại sao trong nhà thờ vẫn còn chỗ trống mà người ta vẫn thích ngồi ngoài. Chắc là thích bị phạt hơn là thích được thưởng thì phải. Không biết đến lúc mà đến vào nước thiên đàng thì có thích ngồi ngoài cửa thiên đàng không nữa. Thế là chúng ta thấy rằng bị trục xuất thứ nhất là bị phạt. Cái thứ hai là khi bị trục xuất ra khỏi hội đường đó là bị trục xuất ra khỏi cộng đồng. Sẽ không có ai muốn liên lạc làm ăn lui tới với cái người đó nữa. Người đó bị coi như là dân ngoại. Cho nên đây là một hình phạt rất là nặng. Vậy mà đứng trước sự đe dọa của hình phạt nặng ấy, anh ta vẫn cương quyết tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa thật. Anh ta không lùi bước. Còn ngược lại, những người hàng xóm của anh ta đó, mắt sáng, mắt thể lý thì sáng, nhưng mà xem ra lại là đuôi mù. Bởi vì sao vậy? Họ mắt sáng, anh ấy mù, nhưng mà anh lại nhận được ra Chúa Giêsu. Anh sáng mắt, còn những người sáng mắt đó, thì lại không nhận được ra cái người mù này ngồi ăn xin mà bây giờ lại còn đang khi lầm tưởng không nhìn. Không biết là có phải là cái anh mù ngày xưa không? Tại sao vậy? Không phải họ không nhìn thấy bằng cặp mắt thể lý, mà là bởi vì cặp mắt tâm hồn của họ đã bị mù lòa. Họ không nhận được ra anh bởi vì họ không tin tưởng rằng Thiên Chúa lại có thể làm được những việc vĩ đại như vậy. Và đấy cũng trả lời cái câu hỏi trong đầu bài tin mừng ngày hôm nay, khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng vậy thì cái người mù này này, cái anh mù này, anh ấy không nhìn thấy được là do tội của anh ấy hay là tội của cha mẹ của anh ấy. Tiếng Việt chúng ta cũng hay có câu là đời cha ăn mặn đời con khát nước, phải không nào? Thế là cái anh mù này, anh mù là do tội của anh ấy hay là do tội của cha mẹ của anh ấy? Chúa Giêsu trả lời không phải tội của anh ấy, mà cũng không phải là tội của cha mẹ anh ấy, mà là đôi khi những chuyện để làm sáng danh Chúa. Có nghĩa là gì? Là chính Chúa làm được làm sáng danh qua việc chữa mù cho anh này, nhưng mà những người hàng xóm của anh ta đó thì không đủ niềm tin để tin vào quyền năng của Thiên Chúa cho anh ta. Họ không tưởng rằng một con người mù từ khi mới sinh làm sao lại sáng mắt được. Họ không thấy bởi vì họ không đủ niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi tới những người Pharisêu lại càng không nhìn thấy nữa. Họ không tin rằng anh mù này bị mù từ thuở mới sinh, cho nên họ đã gọi cha mẹ anh ta đến để chất vấn xem có phải là anh mù không. Và tin mừng nói là gì? Họ không muốn tin đây là anh mù từ thuở mới sinh. Bởi vì sao vậy? Họ ghen tị với Chúa Giêsu. Họ không muốn rằng Chúa Giêsu lại có thể làm được việc phép lạ cả thể như vậy. Bởi vì họ ganh tị, ganh ghét với Chúa Giêsu. Họ có thành kiến với Chúa Giêsu. Họ không muốn Chúa Giêsu hơn họ. Cho nên khi thấy, nghe nói rằng Chúa Giêsu chữa mắt cho anh mù này, thì họ không muốn công nhận điều đó. Họ tìm mọi cách lý do để chối bỏ cái sự thật ấy. Nhưng mà anh mù với anh Chúa là ánh sáng soi dẫn để rồi anh nhìn thấy. Thế là chúng ta là ai trong những nhóm người này?
Chúng ta giống như cái anh mù từ thuở mới sinh, rồi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, và càng ngày cặp mắt tâm hồn chúng ta càng sáng ra không? Ví dụ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa rồi. Nhưng mà lúc đó chúng ta chưa có hiểu rõ về giáo lý, về đức tin, cho nên chúng ta biết Chúa một cách mù mờ, qua cha mẹ ông bà nói chúng ta biết thôi. Nhưng rồi chúng ta lớn lên, chúng ta được học giáo lý rồi, đúng không? Học giáo lý, học thánh kinh rồi, thế là cặp mắt đức tin của chúng ta cái phải sáng dần ra để chúng ta biết Chúa hơn, nhận ra Chúa hơn. Nhưng mà ông bà anh chị em thấy mình đã sáng hơn chưa? Qua bao nhiêu năm làm người công giáo rồi, đã biết thêm về Chúa, biết thêm về giáo hội chưa? Hay là vẫn còn mù mịt, vẫn còn mù tịt cả? Rồi, thế là cũng như những người Pharisee, họ vì ganh tị, vì thành kiến cho nên họ không nhìn ra Chúa. Còn chúng ta thì sao? Không những qua việc học hỏi giáo lý thánh kinh chúng ta biết Chúa, mà qua cả những trải nghiệm của đức tin, qua việc tham dự các bí tích, cử hành các bí tích, tham dự thánh lễ, được qua những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong những người xung quanh của chúng ta không? Nhiều khi có khi là cũng vì ganh tị, có khi là từ những định kiến, những thành kiến, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy Chúa ở trong nhau. Khi qua bí tích rửa tội, chúng ta đều được trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta đã nhìn thấy Chúa ở trong nhau chưa? Hay là vì thành kiến, vì sự ganh tị, chúng ta vẫn không nhìn thấy Chúa? Ông nói thì Chúa ở đâu? Bà đó cái mặt như vậy thì Chúa ở đâu? Chúng ta vẫn không nhìn thấy Chúa ở trong nhau. Và có khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy Chúa ở trong lời của Chúa chưa? Chúng ta có nhìn thấy Chúa hiện diện thực sự trong hình bánh, hình rượu không? Nếu chúng ta thực sự tin nhận như lời chúng ta cần phải nói amen đó, đây là mình Thánh Chúa, Chúa Giêsu hiện diện, cả thần tính, cả nhân tính của Ngài hiện diện cách trọn vẹn trong phép thánh thể, thì chúng ta phải run sợ lên, chúng ta phải phụ phục xuống trước thánh thể. Nhưng mà nhiều khi ngày hôm nay chúng ta dễ dàng rước mình Thánh Chúa, cho nhiều khi chúng ta rước mình Thánh Chúa cũng chỉ ăn một miếng bánh mì thôi. Thứ nhất, có giữ chay một giờ trước khi rước lễ không? Nhiều người đi rễ lễ rồi nhưng mà vẫn còn nhai sinh gôm, trộm trọa trộm trẹm như bà già ăn trầu đấy. Đó, rồi tới giờ lên nước lễ thì nhè sinh gôm ra rắn bục lên má cái, rồi rước mình Thánh Chúa rồi lại cho vào nhai tiếp. Hay là có người phạm tội trọng, có khi một hai tuần không đi lễ rồi, nhưng mà đi lễ vẫn lên rước lễ chẳng xưng tội gì cả. Thánh nữ Faustina khi được lãnh nhận bí tích rước xưng tội rước lễ lần đầu đó, xong là các bạn trẻ ra ngoài thì đùa nhảy vui vẻ chạy nhảy, còn thánh nữ thì đi chậm rãi khoan thai. Thế có những người thắc mắc rằng hôm nay em được xưng tội rước lễ lần đầu mà em không vui à? Bạn bè của em chạy nhảy vui kia tại sao thế, có vẻ yêu em thầm lặng thế. Một cô bé 10 tuổi thôi mà thánh nữ trả lời như thế này: mình Thánh Chúa đang ở trong tôi, cho nên tôi phải đi đứng khoan thai để tôn trọng sự hiện diện của Chúa trong mình. Hay nói cách khác, thánh nữ đã ý thức rằng mình như là một cái nhà tạm di động vậy, Chúa đang ở trong mình, cho nên phải đi đứng, phải ứng xử khoan thai vì tôn trọng sự hiện diện của Chúa ở trong mình. Vậy thì còn chúng ta mỗi lần rước lễ xong thì chúng ta như thế nào? Ra ngoài đường kẹt xe có bấm còi không? Có chửi nhau không? Về nhà có lục đục với nhau không? Ra chợ có xếp hàng cắt hàng người ta không? Đứng xếp hàng ăn phở có khó chịu với nhau không? Chúng ta có ý thức được sự hiện diện của Chúa thực sự trong tâm hồn của chúng ta và nhìn thấy Chúa ở trong nhau không? Nếu chúng ta chưa, thì cách nào đó mắt chúng ta sáng nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn u mê, chúng ta vẫn bị mù lòa trong tâm hồn. Đặc biệt là chúng ta thấy trong bài ngày hôm nay, một người mù thì đau khổ lắm. Thương bà chị em, tạ ơn Chúa là đa số chúng ta đây không ai bị mù thể lý cả, nhưng mà những người mù họ khổ lắm. Tôi đã từng được gặp và làm việc với những người các em bị khiếm thị ở bên Việt Nam. Có những người mù họ nói rằng: thưa cha, mỗi buổi sáng con thức dậy
sáng nào con ước ao rằng sáng hôm sau con sẽ được nhìn thấy, mắt con sẽ được mở ra. Họ khao khát được nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày, thưa ông bà anh chị em. Họ khao khát như vậy. Vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, thay vì mừng cho các anh mù được nhìn thấy, chia vui với anh, thì những người hàng xóm, những người Do Thái vì ganh tị với ai, với Chúa Giê-xu mà không muốn cho anh mù được nhìn thấy, không cảm thông được nỗi đau của anh ấy. Có những lúc, có khi chúng ta cũng vậy. Nhiều khi thấy bạn bè, thấy hàng xóm thành công thì chúng ta thay vì chúc mừng chia vui với họ thì chúng ta lại ganh tị, chúng ta lại nói ra nói vào. À, cái người đó giàu có là chắc là phải gian lận mới giàu có như vậy, đàng hoàng làm sao giàu có được như vậy. Thấy gia đình người ta hạnh phúc được, người ta khen là cái gia đình đấy tốt lắm, thì có khi chúng ta mừng cho gia đình đấy, chúng ta nói ôi bà 7-21 ngày rồi chia tay bây giờ. Thế là chúng ta không muốn người khác hơn mình, chúng ta không biết chia vui với niềm vui của những người thành công, và đôi khi chúng ta không muốn người khác hơn mình. Trong công ăn việc làm, trong việc học hành, trong việc phục vụ, tất cả đều là gì? Vì sự mù quáng của thành kiến, của định kiến, của sự ghen tị, ghen tức. Thế qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu nói ta là sự sáng thế gian. Chúng ta hãy để Chúa không những mở cặp mắt tâm hồn của chúng ta ra, để rồi chúng ta nhìn thấy Chúa trong phép thánh thể thực sự, để chúng ta thôn thờ, chúng ta khao khát Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhìn thấy Chúa ở trong nhau, để rồi chúng ta biết tôn trọng nhau, yêu thương nhau, quan tâm đến nhau. Và xin Chúa cũng mở cặp mắt tâm hồn của chúng ta ra, để rồi chúng ta biết thương cảm đến những người đang gặp khó khăn, những người đau khổ, để rồi chúng ta biết cầu nguyện, biết cảm thông cho họ, và chia vui với những người vui, chia buồn với những người buồn. Xin Đức Giê-xu Kitô là ánh sáng thế gian mở cặp mắt tâm hồn của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Thì loài người chúng ta và đề cứu rỗi chúng ta, người đã được trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin rồi thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và thông truyền,
Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, như ánh sáng mặt trời chiếu tỏa sự sống tươi vui trên vạn vật, thì mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô cũng đổ tràn trên tâm hồn con người chân lý và niềm vui cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Kinh Thánh chép: Từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Xin cho các linh mục được mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô chạm đến, làm con tim các ngài bừng cháy tình yêu với Chúa, hầu nhiệt thần dẫn nhiều người đến với chân lý cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Phaolô nhắc: Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Xin cho con người ngày nay thoát khỏi cảnh mù lòa tinh thần, nhận biết chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên đời mình, để sống trọn tình con thảo với Chúa là Cha và yêu thương mọi người như anh em. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đã trộn một chút bùn sức mắt tôi đã rửa và tôi nhìn thấy. Xin cho những anh chị em khiếm thị trên khắp thế giới được Chúa chạm đến qua tấm lòng của nhiều người, hầu lòng họ được an ủi và cuộc sống được tốt đẹp hơn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa Ngài, tôi tin. Xin cho tất cả chúng ta nhiệt thần xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn đức tin qua đời sống cầu nguyện, thánh thiện và nhiệt thần, làm điều thiện, hầu vẻ đẹp và niềm tin, đức tin lan tỏa đến nhiều người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thân lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa chúng con, lạy Chúa chúng con chan chứa hạnh phúc vì được bước theo con Chúa là ánh sáng trần gian. Xin tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con trung thành bước theo ánh sáng chân lý và được hưởng hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thế, người dân đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sông mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội tổ tông truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới cùng với toàn thể thiên thần. Chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vì vậy lạy Chúa khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mikaia chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thầy xin ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa ơi, xin nhận lời.
tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tương những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Trông cậy ra Thánh Đức Mẹ.